Xin chào quý anh chị, các bạn đã trở lại với kênh của Xem Vào Sao Năm. Ngày hôm nay thì Xem Vào Năm cùng với Tuấn sẽ đi hướng dẫn cài đặt chi tiết cái màn hình DVD 9 inch được nâng cấp trên chiếc xe Toyota Camry phiên bản năm 2022 này. Ở đây như quý anh chị có thể nhìn thấy giao diện của màn hình thì Tuấn sẽ đi cụ thể home này, hoặc là menu này, nó sẽ ra màn hình chính tất nhá. Và tên về âm thanh ở đây thì quý anh chị lưu ý này, chúng ta có thể điều chỉnh. Hiện tại là Tuấn đang ở FM, chúng ta có thể điều chỉnh các hệ thống Miras này, hoặc là Bluetooth AM FM, tùy chúng ta có thể vào cài đặt nhé. Sau quý anh chị đó. Không, chúng ta có thể dắt thoát ra ngoài. Đó là phần âm thanh kết nối này, đầy đủ với những cái thiết bị của quý anh chị cần đó, kết nối. Đầu tiên về phần âm thanh, thứ hai là điện thoại thì chúng ta sẽ cần kết nối với một cái thiết bị của quý anh chị, ví dụ Bluetooth hoặc là Android Auto, Apple CarPlay. Đó. Ba là chúng ta sẽ vào ứng dụng này. Ứng dụng ở đây thì chúng ta sẽ cài thêm dụng Smart Wireless cho quý anh chị nếu mà cần sử dụng cái tính năng này. Tiếp theo là cái phần thông tin. Thông tin ở đây chúng ta sẽ có lịch sử, ví dụ như là nó sẽ đo đi hiện tại, ví dụ mức tiêu hao nhiên liệu tức thì là bao nhiêu lít trên 100 km. Hiện tại nhưng quý anh chị có thể nhìn thấy, và thông tin hành trình. Xe này là xe mới hoàn toàn nên là thông tin nó vẫn chưa có. Rồi. Tiếp theo cái phần chủ đạo đây là cái phần cài đặt. Cài đặt tổng quát ở đây thì quý anh chị có thể vào cài đặt đồng hồ này hay là ngôn ngữ. Nó cũng rất dễ như vậy thôi, cho quý anh chị lựa chọn. Ngôn ngữ là tùy chỉnh màn hình chính. Chính ở đây chúng ta có thể hiển thị eco, đồng hồ, thay đổi bố cục. Quý anh chị cứ vào đây nhé, tôi sẽ chỉ ra. Đó, cài đặt màn hình chiếu, tính kêu bíp bíp có bật hay không này. Và ví dụ như giao diện đây thì nó sẽ có 4 cái giao diện cho quý anh chị lựa chọn. Đây tôi đang cài cái màu đỏ này hoặc là màu trắng trên này. Rồi, tùy ký anh chị lựa chọn nhé. Đó, đơn vị đo lường dưới đây. Km trên lít hay lít trên 100 km. Nếu quý anh chị có thời gian thêm thì vào có thể là cài đặt ở đây. Khá nhiều tính năng hay đấy ạ. Cập nhật phần mềm thông tin, mức nhạy của cái màn hình DVD, màn hình giải trí này. Đó là về tổng quát thế giới ấy. Bluetooth đây, chúng ta có thể là kết nối. Âm thanh ở đây thì chúng ta có thể vào phổ biến, bật, tùy chỉnh. Điện thoại này, ở đây thì Tuấn chưa kết nối được vì đang sử dụng màn hình để quay. Giọng nói vân vân, nó có thể là đàm thoại giọng nói như bằng tiếng Anh nhé, thưa quý anh chị. Dụng xe ở đây nữa này, xe tùy chỉnh xe ở đây chúng ta cũng sẽ có cài đặt khóa cửa, cài đặt điều hòa, cài đặt đèn, diện tích vân vân. Chúng ta vào đây thì nó rất dễ, khóa cửa này, ví dụ như là khóa cửa tự động cảm ứng tốc độ, ví dụ trên 20 km/h nó sẽ tự động lốc cửa này, tự động khóa cửa bằng cách sang P. Đấy là tùy mọi người nhé. Về P cái là xe sẽ tự động chốt cửa, nhưng hiện tại thì xe đang tắt. Mọi người có thể vào đây cài đặt nhé, khóa cửa bằng 2 lần bấm từ xa. Đây là tùy theo ý, tôi sẽ hướng dẫn đây thôi. Âm lượng này của phản hồi khóa mở rất là hay. Cài đặt điều hòa, cài đặt đèn đầy đủ ở đây hết. Thì tự động hay chủ động cởi gió điều hòa hiệu quả nhất có thể. Cài đặt các trên xe, điều chỉnh lái để thoát ra, đấy, co duỗi vân vân. Mọi người vào đây, đó là những cái mà tôi muốn chia sẻ. So, wifi chúng ta cũng để vào đây để kết nối với wifi của quý anh chị. Đó là về phần menu, về phần cài đặt và điện thoại ứng dụng giúp quý anh chị dễ dàng nhất. Hay về phần audio, nếu quý anh chị kết nối cắm với cái jack cắm qua điện thoại thôi. Vì cái này là chiếc xe này được kết hợp Android Auto, Apple CarPlay, map ở trên này, hoặc đàm thoại này, nghe nhạc Spotify vân vân. Thông tin đầy đủ. Không, chúng ta có thể ra home. Đó, âm thanh tôi mở lại. Những cái kết nối này về iPhone, thiết bị vân vân. Đó là cái màn hình DVD của màn hình giải trí. Đây, đây là FM tôi đang mở cho quý anh chị. Rồi, quý anh chị cần thêm những cái thắc mắc về cái màn hình này, volume này, những cái nút này thì chắc là quý anh chị đều biết rồi, next chuyển kênh chuyển bài vân vân. Và quý anh chị còn thắc mắc nào thì có thể alo ở dưới góc cái hotline, số hotline ở bên xe và số 5 dưới góc màn hình 0911 419 868, hoặc có thể để lại những bình luận phía dưới đưa ra những đóng góp ạ. Rồi, rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại quý anh chị ở clip tiếp theo.